Giải mỗi số cuối thế mới đau. Con đang nấu bánh đa cho mẹ, mẹ hết mất một canh rồi. Tại anh ấy, anh chẳng chạy theo gái, theo hàng của anh còn gì nữa. Chú mày im mồm đi. Bây giờ phải làm sao? Cháu tao bình yên trở về đã. Bố ơi, hay là mình báo công an đi. Ngu. Thằng này nó có máu liều, nó còn gì để mất nữa đâu. Bố ơi, chẳng nhẽ mình lại phải nôn tiền cho nó à? Hay là để con bảo mấy thằng em xử với thằng không. Bản mệnh thằng này nó cứng lắm, thì máu ăn miếng trả miếng của nó ta còn lạ gì. Mà mày bắt cóc con của nó, bây giờ nó bắt cóc con mày là chuyện bình thường. Mày mà không ngu, cái nhà này cũng không đến nỗi. Tưởng này, hóa ra là thằng con hoang. Cô đề. Ai, sao lại cút? Hiếm khi có dịp á, tôi nhìn anh tả tơi như vậy. Tôi phải ở đây để mở mắt thật to, nhìn thật kỹ chứ. Nhờ. Tao bảo mày cút đi, khốn kiếp. Không cút thì sao nào, làm được gì nhau. Sao? Tao bảo mày cút đi. Mày cút đi cho tao nhồi. Khốn kiếp. Đấy, đứng lên. Lên. Đến sức đánh còn không có thì làm cái quái gì được hả? Chả uổng công tôi với ông anh á, giao nhau một tí gen đẻo nha. Khi xưa mình bối rối, nắm tay trên những con đường, từng hạt nắng nhẹ vương bờ vai áo. Ngày ngập tràn hạnh phúc, gửi vào gió mong ước bên nhau, để giấc mơ mang tình yêu. Rồi từng mùa hè qua, đến thu sang đông se lạnh. Ngày xưa ấy giờ chỉ là nỗi nhớ. Tìm lại một vòng tay, lời yêu thương như vẫn đâu đây. Còn mãi đợi nhau mà cơn mưa ướt vai. Thấp thoáng chiều buông, nụ hôn vội vàng, mang những kỷ niệm với bao vui buồn. Trong mơ thì thầm gọi mãi tên nhau. Thời gian ơi hãy trở lại.